giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Xin chào quý vị khán giả thân mến, đây là những hình ảnh tại sân vận động Ninh Thuận. Trước mặt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Ninh Thuận, Bình Thuận và đội khách BVF CRD. Đội hình ra quân bên phía đội chủ nhà trong trận đấu này đứng trong thành là thủ môn số 1 Ngô Quốc Cường, số 5 Nguyễn Xuân Luân, số 6 Võ Văn Huy, số 8 Nguyễn Lê Minh Khôi, số 15 Nguyễn Thành Kiên, số 16 Mai Thanh Nam, số 22 Trần Hữu Thắng đeo băng đội trưởng, số 23 Phạm Đăng Tuấn, số 26 Nguyễn Văn Đô, số 30 Nguyễn Văn Thái và số 59 Đinh Hoàng Mắc. Đội hình ra quân bên phía đội khách BVF CRD trong trận đấu này đứng trong thành là thủ môn số 1 Nguyễn Thanh Tuấn, số 2 Võ Anh Quân, số 5 Ngô Viết Phú, số 8 Huỳnh Công Đến đeo băng đội trưởng, số 11 Nguyễn Thanh Nhàn, số 12 Nguyễn Bảo Long, số 15 Trần Đức Nam, số 19 Nguyễn Đức Phú, số 23 Lê Minh Bình, số 27 Trần Ngọc Sơn và số 42 Tẩy Văn Toàn. Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Bình Thuận và đội khách BVF CRD đã bắt đầu. Đội chủ nhà Bình Thuận với trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải mọi nhỏ quý vị và các bạn. Khá nguy hiểm, tình huống phá bóng hơi lập bập của cầu thủ bên phía Bình Thuận. Đinh Hòa Mắc đã phá bóng an toàn và chịu quả đá phạt góc thứ hai. Đứng trước bóng là Văn Đô, rất nguy hiểm. Một tình huống đá phạt rất căng của Văn Đô bên phía Bình Thuận. Phải mất hai nhịp thì thủ môn Thanh Tuấn mới ôm gọn trái bóng. Rất đông các cầu thủ Bình Thuận đang phòng ngự dày đặc ở khu vực sân nhà. Những pha chuyền bóng trực diện của các cầu thủ BVF CRD đánh đâu không vào, bóng vẫn còn. Hướng xuất tiền hai hơi chậm. Trong tình huống vừa rồi nếu như Minh Bình có pha chuyền bóng nhanh hơn sẽ thuận lợi hơn cho đồng đội. Sóng gió đã qua đi trước khung thành của các cầu thủ Bình Thuận và bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho BVF CRD. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi. Tạt bóng vào Đinh Hoàng Mắc. Đinh Hoàng Mắc đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài nói không, không có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ BVF CRD. Đánh đâu không vào, bóng đã đi sát cột dọc trong tình huống vừa rồi. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ BVF CRD. Trước đó họ cũng có một quả tạt bóng vào trong nhưng Đức Nam đã đánh đầu bóng đi chạy cột dọc tương tự trong pha bóng này. Có lẽ tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ BVF CRD vượt trội so với các cầu thủ Bình Thuận. Quá hay. Đây là Văn Thái. Văn Thái dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Bình Thuận. Sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công của huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng đã phát huy tác dụng trong pha bóng vừa rồi. Một pha phản công nhanh lên phía trên và Văn Thái đã băng lên và loại bỏ một cầu thủ bên phía BVF CRD, sau đó dứt điểm ở góc hẹp giúp cho các cầu thủ Bình Thuận vươn lên dẫn trước ở phút thứ 23 của trận đấu. Rồi không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ BVF CRD. Phút thứ 27 của hiệp 1 của đối đầu giữa đội chủ nhà Bình Thuận và đội khách BVF CRD vẫn đang có kết quả là 1-0. Có cơ hội dứt điểm. 2-0. Quá hay. Tình huống dứt điểm của Minh Khôi không thể chê vào đâu được. Có khoảng trống ở khu vực trung lộ, Minh Khôi đã tung ra cú cứa lòng và hạ gục thủ môn Thanh Tuấn. 2-0. Bây giờ là kể cả toàn bộ đội hình của BVF CRD cũng đang ở bên phần sân của Bình Thuận. Tạt vào, dứt điểm, không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ BVF CRD. Người thoát xuống và có đường căng ngang rất tốt vào cho Đức Nam, đó là anh Quân. Đây là cơ hội. Một góc sút ưa thích của Thanh Nhàn. Trong pha bóng vừa rồi thì Đức Nam đã lỡ trớn. Chúng ta cùng xem lại tình huống lắc bóng vào trong sở trường của Thanh Nhàn, sau đó dứt điểm nhưng cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã lăn xả.
dứt điểm vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Người có pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt đó là Thanh Nhàn. Lại một siêu phẩm của Thanh Nhàn. Ở vòng đấu trước Thanh Nhàn cũng có một pha dứt điểm rất đẹp mắt và bây giờ là một tình huống đá phạt cực kỳ chính xác của Thanh Nhàn. Các cầu thủ bên phía đội khách. Văn Toàn. Một tình huống lăn xả của cầu thủ bên phía Bình Thuận. Đây là Bảo Long. Đánh đầu. Bóng đi vót xa. Đó là pha đánh đầu của Minh Bình. Ở trong hiệp 1, Minh Bình đã gặp bế tắc rất nhiều, không có nhiều khoảng trống cho anh để hoạt động. Nhưng trong tình huống này, Bảo Long đã có một pha tạt bóng khá tốt. Pha đột phá. Đây là cơ hội. Không được. Tình huống mà tẩy Văn Toàn băng vào. Nhưng trong pha bóng đó, nếu như để cho Huỳnh Công đến sẽ thuận lợi hơn. BVF CLD đang chơi kiểm soát bóng phản công. Đây là cơ hội. Không vào. Không hiểu trong tình huống vừa rồi, ngon ăn như vậy mà Huỳnh Công đến vẫn không thể lập công. Lại là một đường chuyền ra của Thanh Nhàn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đây là pha bóng trước đó là của Văn Đô bên phía đội chủ nhà. Liệu Thanh Nhàn có một cú đúp từ tình huống đá phạt cố định hay không? Thái Nhan thiếu chính xác. Nó không đẹp và không chính xác như tình huống rút ngắn xuống còn 1-2. Phá tạt bóng của Bảo Long. Cơ hội vào. Hai đều. Vừa rồi là sai lầm của thủ môn Quốc Cường. Một tình huống ra vào bắt bóng không tốt. Và bóng đá phản lưới nhà. Hai đều. Cầu thủ mang áo số 8 rồi sân. Cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Kim Nhật vào sân. Ghi được hai bàn thắng. Gỡ hòa. Tâm lý của các cầu thủ BVF CLD sẽ thoải mái hơn. Đây là cơ hội không Việt Vy. Bye. Người ghi bàn đó là Thanh Nhàn. Một cú đúp của cầu thủ số 11 bên phía BVF CLD. Một đường chuyền xuyên tuyến và Thanh Nhàn đã băng xuống và xạ phá bẫy biệt vị. Sau đó dứt điểm treo góc. Thanh Nhàn. Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Đức Nam. Các cầu thủ đội khách đã giành thắng lợi trước Bình Thuận. Và bây giờ là trận đấu lượt về. Đội khách lại vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-2. Cơ hội. Một cú hat-trick của Thanh Nhàn ở trong trận đấu này. Một pha đánh đầu cận thành. Trước đó là tình huống tạt bóng cực kỳ chính xác. 4-2 dành cho các cầu thủ BVF CLD. Đây là cơ hội. Vẫn còn cơ hội dành cho đội khách. Đường chuyền. Thêm một dấu chấm hết nữa dành cho các cầu thủ Bình Thuận. Tỷ số là 5-2. Người ghi bàn đó là Hữu Nam. Và cho đến thời điểm này thì trọng tài Trần Mạnh Hùng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ BVF CLD đã giành chiến thắng các cầu thủ Bình Thuận với tỷ số là 5-2. Kết quả cuối cùng đội một trận đấu mà các cầu thủ BVF CLD đã lội ngược dòng thành công. Ở trong hiệp 1 thì Bình Thuận thi đấu rất hay và có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước của Văn Thái và Minh Khôi. Nhưng ở trong hiệp 2 thì các cầu thủ BVF CLD đã có những bàn thắng của Thanh Nhàn và Hữu Nam và Minh Bình và giúp cho BVF CLD có 3 điểm trên sân của Bình Thuận và có 2 chiến thắng liên tiếp của giải hạng nhất. Và bây giờ buổi tổng hợp trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bình Thuận và BVF CLD của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.